That's quite big. Impressive. Hay hay cho xin một like và subscribe đi. Mấy pha đó chắc ít người làm được. Không phải là hay thiệt, pha nào hay mà nó hay. Pha nào bình thường nó bình thường. Nhưng mà coi kênh này thì mấy pha nó cũng nhiều, mấy kênh khác thì ít thôi. Mấy ông đặt tên của người yêu à, dạ. Mấy ông đặt tên người yêu thì đánh hay lắm mà. Đại trà của người yêu mà đánh phải hay á, để gà dẻ thôi. Hay nè. Trời hôm nay sớm dữ rồi. Quăng đồng đèn sớm thế. Lấy đất trụ mà. Đèn sớm thế. Ai da. Ai da. Mua cục Anna đi nhỉ. Ai da. À, nhầm đồ rồi. Quên cái lưỡi hái đâu có cục mana đâu. Ây da. Nem chết kêu vô lên đầu y chang mạnh đi, lên đầu y chang nha. Mình biết mình có TV, để mình TV. Trời. Ơ. Né sao được mà né. Lên đồ y chang vậy là mạnh nha. Vừa mạnh chơi vừa xuống chứ. Sài Gòn cái bên kia nó game mới luôn. Chết. Hả? Nhắm mục tiêu. Trời ơi, sao nhấp xuống dưới? Ừ chết rồi, nãy sơ. Quê là quê là quê, chúng mình qua quê. Hãy
Thành đâu đó vậy? Đâu hai kia đó vậy? Không nhìn map. Đi nhìn cua. Thôi hai kia đâu vậy ta? Đi trên quơ không vậy? Sao tự nhiên nó đó vậy? Ôi trời. Nó còn khai dính tới trong bụi luôn chứ phải nồi. Gì vậy? Còn dính tới bụi kìa. Ôi sao mắt ở đây? Mắt ở đây. Mắt còn đây, còn đây. Khai dính tới trong bụi được. Oh my god. Ôi sao hai mắt đó đứng trong bụi được ta? Team này tại team mình bít nhiều phép quá, cái tụi lên cái phép á, cái mình cũng kiểu không có mạnh lắm. Chứ đúng ra team mình bít kiểu hai vật lý, tụi nó không lên cái phép nhiều, mình mạnh mình lắm. Cái team mình toàn phép không, kia lên cái phép hết. On in em ơi, game này lay thua. Game này lay AD mình, SQ mình lên AD, lên đam thì win, lên phép thì phải on sớm á. Sắp tới giờ ngưỡng yếu rồi đó. Ừ. Double kill. Chị quá trời kêu. Đánh AD 16-2 kêu support cánh điên. AD để làm gì trời. Nên tới 2 cho tôi xin một like subscribe nha. Cảm ơn em nhiều.